con gì? Woman. Yeah, good. Đăng kìa. Thứ này làm gỏi ngon lắm nè. Nó đang bơi ta. Thứ bơi nhanh lắm. Cái cỏ hay spike cái nó mình như là xịt mà nick so phim này à, cái này con thứ ba hôm nay có nhiều xứ quá biển hay là con thứ ba rồi hôm nay nhiều xứ quá xứ này nó cắn đau lắm các bạn thấy ở ngoài biển là mấy hôm nay xứ nhiều lắm tại vì nước rất là ấm nếu mà có đi biển thì nên cẩn thận xứ nó cắn cũng rất là đau. Thôi, cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.